Nhiều vườn cây cao su bị chết vì vàng lá khô vỏ, bị bệnh không rõ nguyên nhân đã làm cho nhiều hộ nông dân ở tỉnh ta phải băn khoăn lo lắng. Đã có một loại phân sinh học giúp bà con nông dân đánh tan được lo lắng ấy. WEP là một loại phân bón sinh học thế hệ mới của Hoa Kỳ, giữ vị trí hàng đầu thế giới. Với hoạt chất được chiết xuất từ dược thảo, WEP tác động trực tiếp hiệu quả vào các bộ phận của rễ, thân, lá, xử lý bệnh xì mủ, khô miệng cào ở cây cao su. WEP dễ sử dụng và rất an toàn cho người sử dụng. WEP giúp nhà nông sản xuất rau sạch, an toàn, chất lượng cao và có tác dụng cải tạo đất trồng, nâng cao năng suất và phẩm chất nông sản, tiết kiệm chi phí đầu tư phân bón hóa học, thuốc bảo vệ và công lao động. WEP, bông lúa vàng Việt Nam, thương hiệu vàng chất lượng. Đại lý độc quyền của WEP tại Quảng Bình, số 50/1 đường Hữu Nghị, thành phố Đồng Hới. Hãy cùng phân bón sinh học WEP xây dựng một nền nông nghiệp sạch, an toàn, bền vững và bảo vệ môi trường.